gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, để cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, vân giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Để tiếp tục chương trình, chúng con xin kính cung thỉnh thường tọa Hòa thượng Thuệ Siêu dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính chào thượng tọa và thượng giác đẳng, thượng tọa minh hạnh, tọa tự nguyên cùng chư tụng đức công lực. Thân chào quý tu nữ, quý Phật tử, kính thưa quý vị. Hôm nay bài học này chúng ta nói về vị thánh ni Vajira, một vị thánh ni anh được biết đến ở trong kinh điển Tam Tạng. Chỉ có ở trong Tương Ương Bộ Kinh, bài kinh này thì mới nhắc đến vị ấy, ngay cả ở trong cái tập Trưởng Lão Ni Thirigatha tiểu bộ kinh cũng không có tìm thấy. Nhưng mà những gì vị thánh đi đó trả lời cho ác ma thì chúng ta rất là quen thuộc. Vì khi nói đến nên thân này là giả danh, cũng như giống như nhiều cái bộ phận ráp lại thành chiếc xe, đặt tên gọi là chiếc xe gì đó. Và cái ví dụ đó cũng được nói ở trong Milindapanha, Mi Tỳ Phấn Đắc, ngài Nagasena đã nói đến. Thế nhưng chúng ta phải hiểu cái ví dụ này do thánh đi Vajira nói ở đây là nói trước, còn kinh Milindapanha là sau này ngài Nagasena ngài cũng trình lại ví dụ đó, được xem như là nói sau, bởi vì sự xuất hiện của tôn giả Nagasena và vua Milinda là sau thời Đức Phật duyên tịch. Cần phải biết như vậy. Chứ nếu không nói vậy thì quý vị nhầm tưởng, cái từ vị tưởng đâu là cái vị thánh đi với Chira này có đọc Milindapanha cho nên mới biết được cái vụ giả danh chiếc xe. Chiếc xe là giả danh, chúng ta bị nhầm cái chỗ đó cho nên chúng tôi mới nhắc lại. Bây giờ thì xin mời cô Nguyên Xuân hãy đọc cho chánh văn bài kinh, sau đó xin cung thỉnh thượng tọa tùy quyền vị giáo sư ngày thứ ba hôm nay thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Và chúng con kính tri ân thượng tọa hòa thượng Tuệ Siêu đã giảng nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay môn học tương ưng bộ Sanjutta Nikaya, giả danh và thật tướng, kinh Vajira Sutta.
Chương 5 Tương ưng Tỳ kheo ni. Có hai cách nói trong cuộc sống, tục đế và chân đế. Nói theo tục đế là ước lệ mang tánh thi thiết, giả lập theo thường tình. Nói theo chân đế là bản thể, thực tướng theo vĩ mô. Có hai cách nói đều ổn thỏa. Cả hai cách nói đều ổn thỏa nếu không chấp giả danh là thực tướng. Thí dụ, gọi một người là ông bà La Môn chỉ là định danh trong sự tương đối nói về một người qua xuất thân. Thực tế, đó chỉ là một tập hợp của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sự tập hợp này so với những chúng sanh khác hoàn toàn giống nhau. Thế gian điên đảo vì giả danh, định danh. Chẳng những vậy mà còn rơi vào kiến chấp sâu nặng đối với cái gọi là tôi, ta. Ác ma nêu lên những câu hỏi thoạt nghe rất hóc búa theo thường thức. Thánh Ni Vajira trả lời từ góc nhìn chân đế. Định lý duyên khởi không nằm tầm nhìn thường tình tất nhiên khó nuốt. Với ác ma, nói đến sanh diệt và hiện hữu, nếu không hiểu theo thực tướng thì rất dễ rơi vào cái nhìn hời hợt thường tình. Kinh văn: Tại Sawatthi, vào buổi sáng, Tỳ kheo ni Vajira đắp y, cầm bình bát và y kép đi vào Sawatthi khất thực. Sau khi khất thực và thọ trai xong, vì ấy trên đường đi đến rừng ánh áp để tịnh mặt viễn ly. Rồi ác ma muốn làm tỷ kheo ni quách trí ra run sợ, hoảng hốt hoảng, kinh khiếp. Để tôn giả từ bỏ tịnh mặt viễn ly đã nói lên kệ ngôn. Ai tạo ra chúng sanh? Tạo hóa ấy ở đâu? Chỗ nào hữu tình sanh, chỗ nào hữu tình diệt. Tỳ kheo ni Vajira tự nghĩ, ai đã nói lên kệ ngôn này, người hay phi nhân? Tỳ kheo ni Vajira biết được, đây là ác ma muốn làm ta run sợ, hốt hoảng, kinh khiếp, rời xa thiền định, liền nói kệ ngôn. Cái gọi là chúng sanh, ác ma sao chấp kiến, chỉ tập hợp phát hành, giả danh không thực hữu. Như tên gọi xe là kết hợp cơ phận, khi các uẩn hiện hữu, quy ước gọi chúng sanh. Thật sự chỉ khổ sanh, khổ hiện hữu khổ diệt, không gì khác khổ sanh, không gì khác khổ diệt. Ác ma biết được, Tỳ kheo ni Vajira đã biết ta, phiền muộn và thất vọng biến mất ngay chỗ ấy. Thích văn Kenayan Pá Cá Tô Sát Tô Cú Quang Sát Tá Sá Ca Rá Cô. Tạo hóa ấy ở đâu? Cú quan sát tô sám bú pano, chỗ nào hữu tình sanh? Cú quan sát tô ni ru chá ti tí, chỗ nào hữu tình diệt? Kim nú sát tô tí tắc chê xí, sao người cứ chấp vào cái gọi là chúng sanh? Mara Dithi Gattang Nute, hỡi ác ma, đó là kiến chấp của người. Suttasang Kharapun Choyang, đây chỉ là nhóm tập hợp phát hành. Na chitta sattu palapati,
chứ không thật có cái gọi là chúng sanh. Yat tha hi an ga sang phara, giống như sự kết hợp của nhiều bộ phận. Hô tí sát tô rát thô y tí, danh từ chiếc xe được tạo nên. E quang khăn thê xú san tê xú, cũng vậy các uẩn hiện hữu. Hô tí sát tô tí sang mút tí, nên có tên gọi là chúng sanh. Chú khăn mê quá hí sang phô tí, chỉ có khổ sanh khởi. Đức khăn tích thá tí quê tí trá, chỉ có khổ hiện hữu và hoại diệt. Nan nhá trá đúc kha san phô tí, chỉ chẳng gì khác sanh, chỉ có khổ. Nan nhăn đúc kha ni ru trá ti tí, chẳng gì khác diệt, chỉ có khổ. Thích nghĩa: có rất ít chi tiết về tỷ kheo ni quá trí ra trong chánh tạng và sớ giải. Trưởng lão Ni Kệ cũng không đề cập tới vị này. Thí dụ về giả danh chiếc xe được tìm thấy nhiều nơi trong kinh điển, có lẽ được biết nhiều nhất qua kinh Milinda Vấn Đạo. Trong bài kinh này, thuật ngữ Dukkha tạm dịch là khổ cần được hiểu theo ý nghĩa rộng nhất và chuyên môn nhất trong Phật học, bao gồm tính cách trống rỗng, huyễn hóa, bất toàn hệ lụy. Tỳ kheo Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình và chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh tường thượng tọa tự quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính đến lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, đệ nhất Từ Trí, đệ nhất Từ Đức Sư và cùng chư tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Buddhang Phakawan Tăng Apiwa Demiswa Kato Phakawata Thammo Thamma Dami Subhatipano Phakavato Sávaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương tăng đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giờ hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cũng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài kinh tương ưng kinh Vajira Sutang liên quan đến tương ưng Tỳ Kheo Ni, nói đến Tỳ Kheo Ni Vajira. Thì cái nghĩa của bài kinh mà chúng ta được nghe qua thì chúng ta sẽ hiểu biết về ở đây cái điều mà tất cả chúng ta đều lầm và tưởng trong cái giả đó mà tưởng đâu cái thật, rồi chúng ta chấp với cái giả đó hoài ở trong cuộc sống và cuộc đời này. Mà thực sự chúng ta cũng rất là khó khăn khi mà chúng ta hiểu là một chuyện, nhưng nếu chúng ta có một cái nhìn mà tu tập thường xuyên, có một cái nhìn mà si quán, thì chúng ta mới vượt qua, mới hiểu được cái định danh ở đây, cũng như là cái giải danh ở đây là những gì hiện hữu xung quanh ta, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở trong cuộc đời này. Tất cả các pháp đó nó không thật có, nó vô ngã.
nhưng chúng ta lại chấp nó là có thật. Ngay cả trong cái việc mà chúng ta tu tập hay chúng ta làm các công đức, nếu chúng ta không khéo thì cũng từ trong cái giả danh đó rồi chúng ta mới cầu ở nơi này, ước mong ở nước ở chỗ kia. Tức là sự tu tập của chính chúng ta ước mong chúng ta sanh về chỗ này, đạt được tầng thiền này, cảnh giới nọ, thì đứng trên cái nhìn của Đức Phật ấy, tất cả pháp nó do duyên hội tụ. Về vũ trụ quan đâu thuộc về đất nước lửa gió tạo thành hội hợp, còn kiếp chúng sinh thì được thành lập do sắc thọ tưởng hành thức này. Mà đất nước lửa gió thì các cái vật chất thế giới mà chúng ta gọi là vũ trụ quan, nói chung tất cả mọi thứ, nếu chúng ta hiểu biết về cái nguyên lý thì nó là một chuyện khác. Cái đó vô hình vô tướng, vô hình, xin lỗi, nó thuộc cái thế giới nó hữu hình. Chúng ta thấy cây cối sông ngồi hay cả từng cái bút cái viết, từng cái mà chúng ta sinh hoạt đó, chẳng qua nó do duyên tứ đại nó hợp thành. Mà cũng dựa vì cái duyên tứ đại nó hợp thành mà chúng ta mới chấp cái tài sản của mình. Cái tài sản đó là nhà cửa, tiền bạc, tất cả cái mà chúng ta cầm đó chỉ là cầm cái giả tướng, cái giả danh của sắc pháp. Mà từ cái giả danh của sắc pháp đó rồi chúng ta mới chấp ngã, cho đây là tiền bạc của tôi, cho đây là nhà cửa của tôi, xe cộ của tôi, vân vân. Rồi một cái hình thái khác đó chính là chúng ta không nhìn rõ cái sự hội tụ của chúng sinh, mà ở đó chính là một cái giá trị của nhân sinh, hay là giá trị của tất cả chúng ta. Giữa chúng ta, giữa người nam nữ, nó đồng nhất, chỉ là ngũ uẩn ở cõi người, đồng nhất hết, tức là ngũ uẩn. Rồi người với con thú thì nó cũng có ngũ uẩn, thì nó cũng đồng nhất nhau hết. Nhưng chẳng qua cái người và cái con thú đó, con người nó đa dạng hơn, nó cao cấp hơn, có cái thiện tâm. Còn thú đó, nó sinh cái tâm, cái ác tâm không. Chứ sự thật ra giống nhau ở một cái hình thái của ngũ uẩn. Mà biết bao nhiêu là cái khổ đau sinh tử nó đã hiện hữu. Thì ở trong tam giới nó là như vậy. Nếu ở cõi sắc giới cũng như thế, ở cõi sắc giới thì ít cái sắc hơn, chứ không phải là không có. Có nhãn, có nhĩ, rồi để tiền thân thì không có. Còn cõi vô sắc thì nó là chỉ là bốn sắc thôi, tức là thọ tưởng hành và thức, không có sắc quẩn. Thì những cõi giới đó đều là hình thái của sự hội tụ. Có cõi hội tụ một quẩn, có cõi hội tụ bốn quẩn, có nhiều cõi hội tụ ngũ quẩn, thì chúng sinh hội tụ vậy thôi. Rồi được mang danh, được đặt định đặt phải như thế này, dòng giống như thế kia, cha là như thế này, mẹ là như thế kia, anh là như thế này, vợ là như thế này, chồng là như thế này. Rồi cái sự tập hợp đó mới định danh, rồi mới dòng giống, rồi mới chấp hữu chấp ngã. Do cái con người mà nó tạo nên. Rồi hỏi rằng ai sẽ tạo nên cái cõi giới này? Đó, ác ma đặt cái câu hỏi cho Tỳ Khổ Ni có chia ra. Thì chúng ta được nghe sự thật ra
ai là người tạo ra, ai người tạo ra cái cõi giới này? Không ai tạo ra cái cõi giới này hết. Tạo hóa ở đâu? Ai tạo ra? Bây giờ mình thường suy nghĩ, nghe chúng ta nghe thì nghe rất là nhiều, có những cái chủ thuyết cái cho rằng chúng ta sẽ sanh ra từ Thượng Đế, rồi từ Thượng Đế rồi chúng ta được nắng tạo để vừa được chúng ta được may mắn hay là khổ đau gì đều do Thượng Đế phán xét. Thì hỏi gì cho Thượng Đế ở đâu? Nếu Thượng Đế tạo ra muôn loài thì ai tạo ra Thượng Đế? Cho nên cái dòng luân hồi, cái dòng khởi sanh này không có nói bằng cái miệng được, không nói bằng sự suy nghĩ của phàm phu được. Ngay cả đến các bậc thánh, điều này cũng còn vẫn còn bị giới hạn, mà chỉ có Phật, cái Phật tuệ của Ngài, cái Phật lực của Ngài, Ngài mới thấu suốt. Nhiều lần các vị thượng thủ tinh văn như Ngài Ca-sa-pa, như Ngài Mục Kiền Liên, như Ngài Xá Lợi Phất, nhìn thấy con quạ, quán sát nó, Đức Phật Ngài đi đến, đừng có suy nghĩ như vậy. Đây không phải là giới bước của các vị. Rồi chúng ta thấy ở trong cuộc đời này, là chúng ta nghĩ rằng cõi giới đó, cõi trời nó là như thế này, nó là như thế kia. Thì tất cả nếu như ở cõi giới đó đó, mà những cái hình thái được phát sinh lên, thì nó cũng do tứ đại nó hợp thành, nếu đó là thuộc về cõi giới. Và nơi đó là có chúng sinh nương tựa, trú ngụ ở đó để hưởng lạc, cũng là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc của các cảnh, của các cái trần cảnh này nó xuất hiện. Nhưng một cái á, của cái con người thì nó thô và nó rõ ràng, và nó có nhiều cái mà chúng ta gọi là cái quế trược, hay hoặc là cái sự sanh nó quá mau lẹ. Chứ các cõi thiên thì cái thời gian của họ rất là dài về tuổi thọ, dài về cảm xúc luôn, bởi vì cái thời gian nó dài mà. Nhưng cái dòng chảy của cái chân đế thì nó cũng vẫn là như thế. Kiếp con người của chúng ta là sự hình thành của sắc thọ tưởng hành và thức uẩn này gặp nhau, rồi cái sắc thọ tưởng hành thức của vị chư thiên, sắc thọ tưởng hành thức của con người nó cũng như thế. Nói chung ngũ uẩn nó đồng nhất, còn cái mà ngũ uẩn nó diễn tiến như thế nào thì đó là do cái phước duyên, do cái giới, cái cảnh giới của chúng ta ngộ trú ngụ. Thí dụ như con người mình ăn, mình uống á, mình thưởng thức á, bằng cái miệng, xong rồi truyền qua bao tử, ruột già ruột non. Nhưng các vị chư thiên họ không như vậy. Cái nhìn của họ, cái nhìn của các vị chư thiên, cái đẹp nó, cái mà cảnh sắc nó cũng cao cấp hơn và nó cũng vi tế hơn. Và nó thật sự là đẹp, đẹp gấp trăm ngàn lần. Rồi những cái âm thanh của mà thiên nhạc nó cũng hay hơn là những cái âm thanh của kiếp con người mình do trống do đàn mà khải lên, cất cao lên. Nó khác ở một cái hình thái như vậy. Nhưng rồi này cũng phải nghe qua cái gì, nghe qua bằng cái ngũ uẩn này, chúng ta nghe qua bằng cái ngũ uẩn này, tức là sắc thọ tưởng hành thức này, cái sự tập hợp của nó, và cũng là sự tập hợp của những cõi giới, những chúng sinh giống nhau như vậy. Vì cái chỗ đó cho nên ở đây thế giới thường thường đúng như vậy, như lời dẫn của Hòa Thượng Nhất Đẳng ở trong cái bài kinh đó chúng ta thấy. Bởi vì thế giới này điên đảo cho nên thế giới này cứ chấp hữu, chấp kiến vào đó, cho nên đây là quyền lực của tôi, đây là nhà của tôi, là tài sản của tôi, đây là con tôi, vợ chồng tôi, vân vân. Mà biết bao nhiêu là cái sự đau khổ, cái sự tranh giành, cái sự hơn thua. Mà chúng ta thấy, nếu chúng ta thấy ngày hôm nay, từ xưa cho tới ngày hôm nay, với những chiến tranh mà hiện cuộc đó, chúng ta thấy Ukraine và ở nước Nga thì nó cũng như thế. Thì bằng một cái ngã chấp điên đảo của con người,
chấp những cái sắc tộc của mình, chấp những cái con người nói tiếng Nga, sinh sống như người Nga, vân vân. Rồi bảo, rồi nhân dân bảo vệ những người đó trên đất nước của Ukraine. Mà sự thật ra cái đó là chẳng qua là người ta muốn xâm lược thôi. Nhưng chúng ta không nói trên một cái quy trình chính trị, không nói đây, nhưng để nói rằng để phân biệt qua, thì giữa cái con người, giữa con người Nga và con người Việt Nam nó có giống hay khác, cũng giống nhau thôi, cũng ngũ quẩn này. Rồi giữa con người châu Phi và con người Mỹ, người Nga, người Anh, người Pháp gì, tất cả cũng là sắc tưởng hành thức gặp nhau, nó giống nhau. Nhưng cái cách mà ở trong một cái chấp của con người đó, thí dụ bây giờ ông vua và một người bần hàn, một người ăn xin cũng giống nhau, nhưng cái mà giả danh giả định đó, cái mà được đặt danh đặt định vào, ông ta là vua, ông ta có quyền, ông ta có nhiều quyền lực, và ông ta có nhiều binh lính quan quân, có nhiều người hầu, có nhiều thê thiếp vân vân, thì cái đó là chính là một cái sự định đặt của con người mà nó là như thế. Và do cái nghiệp duyên của người đó mà nó thay đổi, mà nó khác nhau. Cho nên vì vậy, nếu mà hiểu và chúng ta có cái sự tu tập, khi nhìn về các pháp nó vận hành, khi đau khi nhức. Tại sao chúng ta đau nhất? Bởi vì chúng ta chấp thủ cái thân xác này. Chúng ta cảm thấy đau bởi vì cảm thọ. Cảm thọ khổ nó khởi sinh lên. Chứ sự thật ra, cái thân xác này, ta cho nó là có, cái thân này của ta, tại sao nó phải già? Ta đâu có muốn nó đau nhất, nó phải đau nhất. Bởi vậy, nó vô ngã. Nhưng chúng ta đâu có cái nhìn vô ngã bằng cái nhìn của thiền quán, hay bằng một cái nhìn của sự sanh, sự diệt, của sự hội tụ. Rồi ta phải mất đi, ta phải chia lìa. Cái gì ta thương, ta yêu, ta trân, ta quý. Do chúng ta chấp hữu chấp ngã, đó là của ta, đó là tài sản ta, đó là vợ cái ta, đó là con ta, đó là cha mẹ ta, cho nên ta mới đau khổ. Chứ sự thật ra, trên cái nhìn của thiền quán, trên cái nhìn của sự tu tập, thì nó cũng bình thường thôi, ai cũng như ai hết. Thì thuận duyên ghé qua, là vợ chồng con cái, là cha là mẹ, nó như là quán trọ vậy đó. Ghé vào rồi của một 30 năm, 20 năm, 50 năm, 60 năm, 50 năm, vân vân, và dài hơn hay là ngắn hơn, thì bao nhiêu đó đó phụ duyên gặp nhau, thuận duyên gặp nhau, rồi phải ra đi. Những điều chúng ta thấy, chúng ta hiểu sai một cách đó, thì do cái duyên hợp, duyên hội tụ, duyên gặp nhau, đó chính là cha mẹ, là cha là mẹ thì phải thương con, coi như mẹ thương con. Chính vì vậy cho nên vì cái tình thương đó đó, cha và mẹ thương con, cho nên bất chấp tội lỗi hay bất chấp mọi thứ đều hy sinh cho con, cho con của mình lớn hay đàn con của mình lớn lên, mà ngậm đắng nuốt cay, mà chịu biết bao nhiêu khổ cực để bao bọc, để che chở. Không riêng gì kiếp con người, mà chúng ta thấy thú, một con thú, nó luôn luôn, cái mẹ, mẹ luôn luôn bảo vệ như gà, hoặc là cá, hoặc là chim chóc thì cũng vậy. Chim mẹ luôn luôn cho rằng đây là con của mình, cho nên luôn luôn bảo vệ, luôn luôn chăm sóc để cho con nó lớn. Đó cái nhìn khổ của chúng ta vậy đó. Chính vì chấp cho nên chúng ta mới khổ như vậy. Và rồi thì cũng về tâm tư tình cảm, về đây là vợ chồng con cái gì, tại sao nói là vợ ta, là vợ ta, đây là chồng ta. Nếu nó cho là thật sự như vậy thì tại sao ra tòa lại ly dị? Thì chẳng qua đó là duyên hợp. Bây giờ duyên nó tan, phải ra đi, không còn nữa. Cho nên nếu như mà hỏi rằng Thượng Đế, Thượng Đế ở đâu, ai là Thượng Đế, thì hoàn toàn không có ai là Thượng Đế cả, cũng không có Thượng Đế ở đâu hết trơn, mà đó chỉ là cái hiệp hội, cái gọi
là được định danh thôi, chứ sự thật ra là ngũ uẩn nó tập hợp, mỗi nguồn ngũ uẩn xuất hiện thì khổ đau hay là cái khổ, cái sanh đến, mà sanh đến thì phải có cái gì, có cái diệt, sự hiện hữu của sanh, cái sự hiện hữu của diệt, chứ không phải là ai tạo nên ai tạo ra ta, nắng ra ta cả. Cho nên vì vậy ở trong tinh thần của Phật pháp chúng ta không có chấp nhận một cái chủ thuyết là thượng đế gọi là ban phước giáng họa cho chính ta. Chúng ta phải nhớ như vậy, bởi vì cái sự cầu khẩn, cái sự van xin, cái điều đó là nó sai. Mà tất cả do cái phước nghiệp phước duyên của chúng ta, do cái gì, do cái hiện hữu này, và chúng ta có nhiều cái nhân lành thì được hưởng quả lành. Nếu như chúng ta nhiều nhân ác thì chúng ta chịu quả ác, chứ không phải chúng ta than trời trách đất tại sao thượng đế lại đối xử ta như vậy. Cuộc sống, cuộc đời ta sống đúng, sống hiền, sống ngay thẳng, mà tại sao người hiền hay chết sớm, hay là cái người hiền đó hay bị những cái nghịch cảnh, bị có những cái bạo cảnh bạo lực đó nó xuất hiện rất là tội nghiệp. Thì đứng lên cái nhìn mà chấp ngã chấp hữu thì chúng ta cho là tội nghiệp, nhưng tất cả những hình thái đó đều là do dựa trên cái quả nghiệp của chính họ, họ đã tạo ra và họ phải chịu trách nhiệm trước những cái khổ đau đó, chứ không có phải tự động mà nguyên một cái áp lực, nhiều người bắt bớ đánh đập hại nhau vân vân, nó không phải là tự nhiên, mà đó chính là những ân oán của nhau hết. Thì bây giờ cái mà chúng ta luôn luôn nghe, cái mạng sống này nó cũng là chỉ là hiện hữu qua cái gì, qua cái dòng sanh diệt của kiếp con người. Đến đây gặp nhau là sư đồ với nhau, đệ tử, sư thầy, sư phụ. Đến đây là cha, là mẹ, là con, là cái gì. Chỉ là một sự hợp hội, chỉ là một sự hữu duyên gặp nhau thôi. Tại sao không là người khác mà là người này? Tại sao mà không được may mắn, không được sướng, khổ, không được sướng mà lại khổ quá? Mà tại sao nhiều người mình sanh ra đó, mình là người thân của mình đó, nhưng đều cũng không ai có thể giống nhau được. Bởi vì tất cả chúng sinh mà Kamasaka, Kamadayada, Kamayuni, Kamapantu, Kamapatisaranopyan, Kamangarisami mà ta thừa từ cái nghiệp của ta. Nghiệp đó là đi theo ta. Mọi chúng sinh đều phải do cái nghiệp mà nó hiện bày ra. Cho nên nhìn một con người khổ và cái nghiệp đó cũng không phải là một cái định nghiệp suốt đời là như thế, mà là cái nghịch duyên ngay trong lúc đó. Người đó thấy mình nghèo khổ, rồi bằng một cái sự phấn đấu, bằng cái sự kiểm soát, họ chi dùng, thì một thời gian họ cũng có được của cải. Còn nếu một người có cái duyên, có cái phước, được nhiều cái tài sản, nhưng người đó không biết giữ gìn mà sống hoang đàng xa đọa thì cũng mất. Rồi người đó dốt nát, bây giờ họ cố gắng, họ học hành để thành tựu, để hiểu biết, thì cái do cái nhân, do cái quả quá khứ nó hiện về, và cũng do cái nhân hiện tại của mình tạo tác và mình cố gắng để vượt qua. Ngoại trừ những chúng sinh mang nhiều cái ác nghiệp quá nặng, đó như ngài Lô Sa Cá, hay là chúng ta thấy trong cuộc đời này nhiều lắm, đã nghèo khổ mà còn phải nhiều nhiều tái ương bệnh hoạn, thì họ đi đến đâu, đi đến cái gì, đi đến chỗ nào, vào gia đình nào đều làm đau khổ cho gia đình đó, thì do cái nghiệp duyên. Còn những chúng sinh có cái phước duyên, họ đi vào gia đình là như là một cái sự soạn sẵn, mà chúng ta gọi là đẻ một điều, và họ được sướng vì do cái phước của chính họ mới được sướng như thế thôi. Rồi cái sự kết hợp mà chúng ta thấy sắc rồi tưởng hành thức này
tức là một sự tập hợp. Và như trong kinh văn đọc của chúng ta thấy là một chiếc xe nó phải phối hợp nhiều phụ tùng ở trong cuộc sống này, cũng như phụ tùng này là sắc, phụ tùng này là thọ, phụ tùng này là tưởng, phụ tùng này hành, phụ tùng này thức. Thì cái hành thức, cái hành là gắn kết nhiều cái phụ tùng nhất, bởi vì cái đó chính thuộc về tâm. Và còn cái sắc pháp của chúng ta nó hội tụ đầy đủ. Tại sao chúng ta thấy được cái màn hình màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng? Bởi vì nó có căn nhãn đây, nó có sắc cảnh sắc kia, rồi tức là có căn nhãn căn, có sắc cảnh sắc, rồi phối hợp với nhãn thức, tức là tâm sanh khởi. Mà khi tâm sanh khởi đó, nếu như tâm sinh khởi, tự nhiên tâm nó sẽ hiện hữu lên để nhìn thấy và nhớ lại, à đây là màu đỏ. Thì cái màu đỏ này chúng ta đã được thấy, chúng ta đã được biết, chúng ta biết màu đỏ. Và màu xanh lá cây hay màu đen, tất cả hình thái đó là chúng ta được học, được hiểu, được nghe, được biết, và bây giờ nó lặp lại. Nó như thế thôi. Còn bây giờ nó chỉ là một cái tập hợp do có căn cảnh thức khởi sanh. Bởi vì Phật luôn dạy chúng ta phải thu thúc con mắt, phòng hộ con mắt. Đến chi? Để đừng có nhìn mà ái luyến, từ chỗ đó đắm đuối và say mê. Khi nghe cũng vậy, nghe chỉ biết là nghe mà không có dao động. Đó là cái vấn đề đó. Ừ, nghe mà chúng ta dao động, à, cái ca sĩ này ca hay, rồi ca sĩ không ca hay, vân vân. Tất cả nó đều là một hình thái. Và khi chúng ta không có sự kiểm soát thì nhiều cái định danh, cái giải danh nó chất chồng, và để chúng ta chạy theo, rồi chúng ta bị cái gì, bị ái luyến với cái cảnh đó, mà thế là chúng ta bị lọt vào lưới của ác ma, và chúng ta chạy theo nó và cứ vần xoay đau khổ. Có cần, đâu có cần thiết nữa. Cho đến khi đó quý vị biết gần chết rồi. Nhưng những con người cũng luôn luôn lo lắng sợ sệt, à tôi đi rồi mai mốt không biết các đứa con nó ra sao, tức là cái chết, cái điểm chết được báo trước đó, mà họ không hiểu, họ sẽ đi như họ không lo cho chính họ rồi, thôi bây giờ mình lo đi, chứ bây giờ không biết con nó sẽ ra sao, hay là nó sẽ lo lắng cái đám tang cho mình như thế nào, nó chết rồi, chết rồi nó thiêu, rồi chết hay là nó chôn, thôi đừng có thiêu, thiêu nóng lắm, rồi thôi đừng có chôn, à, thôi kệ, rồi chết muốn phải đặt, phải ra làm cái gì khi mà chết, họ rất là lạ, họ không hiểu. Ngũ quẩn này nó tan rã, khi mà cái sắc vật, cái danh và cái sắc đó nó không còn tương ưng với nhau nữa, nó không còn hữu tương nhau nữa, thì chắc chắn nó phải kết thúc. Mà khi mà chúng ta gọi là cái tâm thức này nó không còn ngự trị ở trong cái, tức là tứ danh quẩn này nó không có nương nhờ trên sắc quẩn nữa, thì lúc đó xem như chúng ta chết. Mà khi chúng ta chết như vậy thì toàn bộ sắc quẩn nó hoại diệt. Thì vừa tử là sanh, do cái nghiệp duyên của mình mà. Nếu chúng ta học cái ví dụ pháp, thì chúng ta học về thập nhị duyên khởi, thì đó chính vì ái duyên cho thủ, ái duyên cho thọ, ái duyên cho thọ duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu ở đây chính là sanh hữu nghiệp hữu. Chỉ một sát na đó thôi, sát na của tử chấm dứt và sanh hữu tiếp dẫn kéo đi, để cho chúng ta sanh vào các cảnh giới khổ hay là vui. Và từ đó nó như là một cái hệ thống đã được trù bị sẵn, một sự cân lường, một cái tòa án của nghiệp quả, nó sẽ cân lường. Khi chúng ta enter thì nó sẽ thiện hay là ác, nó sẽ đi về đâu, là ngay lúc đó, do cái duyên, cái phước, cái nghiệp của chúng ta như thế nào. Cho nên rồi chúng ta muốn sống cũng không được, mà muốn vượt qua cũng không xong, bởi vì các pháp đó nó hội tụ, bây giờ nó rã tan. Đó chính là cái giá trị của cái gì,
của cái sanh diệt, của cái sự vô thường, của sự khổ não, của sự vô ngã. Hễ mà khi nào ngũ uẩn còn hiện hữu thì là đau khổ, mà ngũ uẩn hiện hữu thì chúng sinh chấp thủ. Để chúng ta nhớ cái khổ không? Cha thì bị đúc kha, gia thì bị đúc khăn, gia thì bị đúc kha, ba là năm bị đúc khăn. So các bạn đi đều có đúc cái đồ mà nó suba ya sa. Áp bị về hít xăm mà vô gồ đúc khô, bị về hít quyết mà vô gồ đúc khô. Dâm biết chăng nó có thiết tăng cái đúc khăn. Cái câu cuối cùng, sang thiết tên nó bay chúc ba đa nó khẳng thà đúc kha. Khi đó của chúng ta chấp thủ năm uẩn này để chúng ta khổ. Chấp thủ năm uẩn này là khổ đó. Chấp thủ năm uẩn này là khổ, tức là sắc lưỡng hành thức này là ta, là của ta. Hay như chúng ta thấy, nếu nói rằng đó thì tìm ra ai tạo ra chúng sinh, không ai tạo ra chúng sinh đó. Ai tạo ra tạo quá ở đâu, chỗ nào hữu tình sanh thì chỗ đó hữu tình diệt, nó như thế thôi. Sanh ở đâu thì ở đó, mà nó do cái gì? Do cái sự sanh sự diệt. Mà cái sự sanh sự diệt này đấy chính là patichisamutpado vajjhatammo. Nó thế mà có sanh thì có già chết, thế mà có upadana paccaya phá vô paccaya thì cha thí sanh có mặt thì phải có già chết. Số các vấn đề của đúc cái đồng hành subaya sa đúc kha đó, già thì nó hiện diện hiện khởi, nó như thế thôi. Và nó cứ vần xoay chạy dọc biên bờ này từ bao lâu cho tới hôm nay. Và rồi chúng ta luôn luôn chấp, chúng ta sợ, chúng ta ham sống thì chúng ta sợ chết. Sở dĩ chúng ta sợ chết bởi cái gì? Bởi vì chúng ta sợ chết, không biết chết chúng ta đi về đâu. Rồi bây giờ một người mà tin về nhân quả, tin về cái đời sau thì họ không biết cái đời sau mình như thế nào. Mà nghe kinh nói rằng coi như là sanh lên thiên giới nó như là sừng bò, mà đọa cái đau khổ, đọa xứ nó như là lông bò, không biết mình có giữ vé về cái sừng bò hay không. Thì ở đây chính họ lo lắng, họ sợ chà sạch. Và ngay cả họ đang nằm ở trên giường bệnh, họ cũng rất là sợ, họ sợ chết bởi vì họ không biết đi về đâu. Nhưng nếu mà sự thật một cái vị hành giả mà tu tập á, bởi vì Đức Phật này khiến chúng ta niệm sự chết rất nhiều lần để làm gì? Để chúng ta đón nhận sự chết, đối diện với cái chết, từ chỗ đó chúng ta bình thản, chúng ta ra đi mà để chúng ta sanh về thiên giới, chứ không phải mà niệm sự chết để cầu mình chết rồi mình có phước, không phải vậy. Mà chính là chúng ta vì không sợ chết, vì chúng ta đối diện với cái chết đó, cho nên chúng ta sanh về, chúng ta tái sanh về cái cõi lành, hơn là trong cái sự sợ sệt, trong cái sự lo lắng đó thì chúng ta ước cầu ước muốn, chúng ta sợ sệt lo lắng rồi khi chết chúng ta đọa vào cái cõi khổ. Chị nhớ hôm bài học hôm nay nó rất là hay cho tất cả gì, thì dầu cho hình thái như thế nào, cuộc sống chúng ta ra sao thì cũng do cái gì? Do cái sự hiện hữu, do cái khổ sanh và cái khổ hiện hữu này. Rồi cái sự hở nó sanh ra rồi đó nó hiện hữu rồi nó diệt thôi. Do cái khổ, do cái sanh, do cái diệt của ngũ uẩn nó được tạo tác và nó được diễn tiến, được hiện hữu đó. Hay nó kiếp con người, tức là nó có sinh, có tiến, có diệt, có diệt, hay là có cái gì, có sanh trụ diệt ở trong sắc na tâm hay là ở trong sắc pháp, nó diễn tiến theo cái quy trình của sắc pháp, quy trình của tâm pháp. Và tâm pháp thì biến chuyển rất là lẹ. Và như thế cho nên chúng ta, nếu chúng ta biết được, chúng ta mới thấy rằng bây giờ dù chúng ta nghe một cái tin gì, chúng ta biết được người thân của chúng ta bị cái này đau khổ như thế kia, thì kính thưa quý vị, chúng ta đứng chúng ta nhìn, chúng ta không làm được cái gì hết đó. Chúng ta có thể, nếu như họ không có tiền mà chúng ta có tiền, họ không có cái vật chất, chúng ta có vật chất, chúng ta có thể san sẻ, nhưng chúng ta không thể để có sự san sẻ cho họ về cái gì? Về cái sống chết, về cái cảm thụ, cảm thọ của họ đang đau khổ.
Kinh khuyến tu dạy cũng rất là hay. Muôn việc đều nương mê tức hơi hơi vừa chấm dứt, việc đời cũng nhắm dứt. Nào của cải, vợ con, tiền bạc nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Hay là vợ chồng con cái đứng đó nhìn, buồn hiu chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Khi mà người thân đã ra đi, họ đâu có muốn. Rồi duyên quá thương, tại sao vợ lại bỏ ra đi, tại sao chồng lại bỏ ra đi, tại sao mẹ lại bỏ con, tại sao con lại bỏ mẹ. Đó chính là cái giả danh đi vào đời mình. Nếu như là con của mình, tại sao không ở với mình? Nếu là chồng mình, tại sao phải bỏ mình? Nếu là vợ mình, tại sao phải bỏ mình? Nếu là cha là mẹ mình, tại sao mẹ lại bỏ con, cha lại bỏ con? Sự thật ra chỉ là một sự hội tụ. Nó đến, nó không còn có cái duyên dài nữa, nó phải đi. Cho nên có những chúng sinh đến với chúng ta, nếu mà là một ngày, hai ngày, một giờ, hai giờ, và nhiều năm này, năm kia, vân vân, cái thời gian đó nó cũng đều là do cái thuận nghịch của cái duyên. Nó nói là thật như vậy. Rồi vì giả, bởi vì khi mà chúng ta có tu á, thì chúng ta mới thấy được rằng Đức Phật Ngài chỉ dạy cho chính chúng ta những cái điều mà nếu chúng ta có một sự suy xét thì chúng ta mới hiểu. Quả thật, con người, chính cái giả tướng mà cho nó là thực tướng. Rồi trong cái giả đó chúng ta mới tự đặt định như thế này, như thế kia. Bởi vậy cho nên khi người ta chửi mình, khi người ta mắng mình, mà làm sao á, khi người ta khen mình vui. Khi người ta nói xấu mình, người ta la mình, thì mình không buồn. Nó cao cấp hơn nữa. Bây giờ mình nhận người ta la mình không giận. Nhưng người ta khen mình không vui. Cái tâm mình tập bình thản như vậy được, nó mới là tốt. Chứ nếu như ngày nào mà chúng ta khen là khoái quá, rồi chê là bực bội, thì chắc chắn khen mà chúng ta thích, thì là chúng ta kỵ cái tiếng chê. Muốn khen mình, muốn người ta khen mình, muốn người ta làm vừa lòng mình, muốn người ta tân bốc mình, vân vân. Nhưng sự thật ra lúc nào mà mình khen mình mà mình quái, mình thích, thì mình biết rằng chắc chắn rằng sẽ có một người khác, sẽ có một người khác sẽ chê mình, thì lúc đó mình buồn. Cái thật chứ đó. Mà ở đây, nghe, chỉ biết là nghe, họ nói như vậy, là ngũ quấn nó nói với mình. Chứ còn sự thật ra ngũ quấn này nói với cái ngũ quấn kia, chứ chả có cái hay, có cái gì hết trơn. Chẳng qua là cái duyên, nó diễn biến tốt đẹp, do cái sự tác động, hay do cái tình huống mà chúng ta giải quyết. Nó chỉ suy nghĩ, nó cứ duyên hội hợp. Còn tất cả các cái thực tướng của chính nó, các pháp nó vô ngã. Cho nên cái mà chúng ta thấy cái đau đớn, cái thân xác hoại diệt, những hình thái, những gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, nó đều là vô ngã. Nó không như thật, thật có. Mà tại chúng ta nhìn bằng một cái nhìn của tục đế thì chúng ta chấp thủ. Chứ cái nhìn của chân đế là cái nhìn của các pháp nó hội tụ, do cái duyên nó hội tụ. Bây giờ nó ra đi, nó như thế thôi. Cho nên khi mà chúng ta nhớ có một lần mà trong cái bài kinh mà Đức Bồ Tát á, với người con mà đi mà bị rắn cắn chết á, tôi không có mời mà tới, tôi cũng không đuổi mà đi. Tại sao như vậy? Tức là mình, cái duyên đó đến đây, họ đến đây, rồi bây giờ họ phải ra đi. Đến cái nhà này, rồi bây giờ họ phải ra đi. Đấy là một chuyện thường tình. Mà lúc đó có một thời, lúc đó cái bài kinh đó nó rất là hay. Là cái chỗ bây giờ đó, chẳng qua là một sự hội tụ của là vợ là chồng, bây giờ con nó chết. Tại sao mà không phải khóc, không phải phiền, không phải buồn? Sự thật ra mà nói, nó còn khổ trong cuộc đời. Bởi vậy quý vị biết, cái đám ma nào á,
mà người ta ít khóc á, thì nó cũng có hai hình thái. Một là cái đám ma đó, cha mẹ trong nhà, hai người thân đó đó không được thương nhiều, mà khi mà thương nhiều đó thì họ khóc nhiều. Tại sao như vậy? Thì bởi vì họ không có có bị cái ái chấp nhiều, cho nên bình thường đó. Nếu chúng ta suy nghĩ, còn cái đám ma nào mà khóc coi như là khóc te tua thê thảm kể lể đủ điều hết trơn thì thấy tội nghiệp, thấy thương cảm. Bởi giờ, bởi vì Việt Nam nó có một số người gọi là khóc thuê khóc mướn, à, làm cho bi lụy, cho như là gia đình tiếc thương lắm như vậy. Nhưng đó chúng ta thấy khóc mà cũng mướn thuê cũng giả không. Ngay cả chúng ta khóc đây do cái ái chấp mà chúng ta, do cái ái chấp mà chúng ta khóc. Những điều mà nói về chúng mình biết tâm phàm phu mà. Khi trôi xa những tầm tay với những gì mà thân thương triều mến, lòng phàm thì cũng khó có. Nếu như nếu mà chúng ta không, chúng ta không vững tâm thì chúng ta cũng giọt nước mắt này cũng nhỏ xuống khi phải chia ly, khi phải tiễn biệt. Chứ còn nếu chúng ta hiểu một cách chân lý thì cũng không khóc. Bây giờ là trước sau phải đi, và ngũ uẩn này phải phải hoại diệt thì chẳng qua, tức là cái duyên, duyên sanh duyên diệt, bây giờ họ đi. Bởi vì chúng ta thấy là gọi là cái ý nghĩa của cái kinh cầu, cái kinh gọi là cái kinh cầu siêu á, toàn nhắc đến chúng ta để kiểu gì, và ngay cả cũng nhấn mạnh luôn cái sự khóc, sự thương tiếc không có cái, không có thể làm cho người, làm cho cái người, người thân đó nghe và thấy được, bởi vì họ đi tới sanh ở cảnh giới khác rồi. Chứ không phải họ chờ đó mà họ nghe mình, họ nhìn coi mình thấy mình khóc. Thì ngoại trừ họ, nếu mà họ thành Atula họ về, mà họ về cũng đứng đó thôi, chứ họ không có làm gì hết. Họ ngạ quỷ, chứ nếu họ đã đọ vào bàn sanh Atula rồi, thì bàn sanh và địa ngục rồi, thì họ không thể, họ không thể nào mà cảm hiểu được cái điều chúng ta đang, đang đau khổ đây. Và chúng ta thấy những điều đó cũng là những cái điều mà giả tướng hết, không có gì hết. Giả tướng ở đây có nghĩa là cái gì? Cái chúng sinh đó bây giờ ra đi, và cái sự khóc này là chính do cái gì? Do cái chấp thủ mà sanh lên những cái đau khổ. Yeah. Chứ sự thật ra, từ cái giải danh giả tướng đó, xác định đó, bây giờ họ ra đi. Còn nếu như thật có, tại sao mà họ không sống? Bởi vì đó, con ta, tài sản của ta, người cứu suy nghĩ quấy thân mình, còn không có con đâu, tài sản đâu. Mình còn bị chết mà, mình còn phải bị thua, mình còn phải bị mất mà, đây là giá trị thật. Cho nên vì vậy, trên cái nhìn của thiền quán, chỉ nhìn các pháp nó sanh diệt, nó diễn tiến sanh diệt của sắc và của danh pháp và sắc pháp này, do cảm thụ, do xúc, do thọ đó, do ái đó, và do thủ đó, và thế là phải bị cái sự tam tướng, sự vô thường thay đổi, và chúng ta chấp hữu, muốn có thì tiếp diện có, nó như thế thôi. Và nó có rồi, nó có già chết sầu bi khổ não, nó cứ như thế, cứ như thế. Và chính vì cái màn vô minh nó che phủ, nó che khuất, để chúng ta không bao giờ thấy. Và chúng ta đi từ cái giải danh này tới cái giải danh khác, đi từ từ cái sai muôn đời của chúng ta cho đến cái sai của ngày hôm nay, đó là chúng ta chấp hữu chấp ngã cho cái thân xác này, chấp hữu chấp ngã cho cái gì, cho cái sự sống này, vân vân, thì tất cả đều là giả tướng giả định hết. Dạ, cho nên vì vậy là không ai đến đây giao cho ta là thượng đế ban phước gánh tội gánh quả, không có, mà do cái gì, do khổ sanh khổ diệt, hay do cái gì, do cái nhân duyên hội tụ của thức thực, của sắc thực tưởng hành thức này, nó như thế thôi, chứ không có cái tên ở trong con người, chứ không phải là cái sắc của mày. Ông sư Tự Quyền là vậy, rồi ông sư Tự Tri là như vậy. Ông sư Tự Quyền, sư Tự Tri đồng nhau, giống nhau, bởi vì cũng ngũ uẩn nói chuyện với ngũ uẩn, nó như thế. Nói như vậy thì nghe nó kỳ, nhưng nó thật là như vậy.
Nếu như ngũ uẩn đó, cái duyên nhĩ thức này được tác động, và cái duyên của cái gì, của âm thanh, nếu như đường truyền này nó tốt thì nghe, còn đường truyền của cái gì, của sắc, tức là của vật lý, của sắc pháp nó không tốt thì là không nghe được. Và nó còn cái duyên đó, nó nghe cái gì còn rồi. Rồi hôm nay cái duyên đó chúng tôi nói cho một số người nghe, và ngày mai không thấy chúng tôi và cũng thấy quý vị là đều do cái duyên. À, hiểu về Phật pháp nghĩ như thế đó. À, chứ còn bây giờ cứ ghét, cứ thương, cứ giận, cứ hờn là chính mình đau khổ thôi. Sự tình trong cuộc đời này nó do duyên hợp duyên tan, và mà không ai có thể, không ai có thể mà thay đổi được, chọn lựa được, mà đó là do cái duyên, cái nghiệp của mình đã tu tập, đã tạo thiện hay là ác. Dạ. Thì cái bạch quý ngài, con xin có đôi điều trình bày qua cái lý pháp này hôm nay, chắc chắn rằng cần cái sự thảo luận và nêu lên những cái yếu lý để cho toàn thể được tỏ tường thêm nữa. Và kính xin quý ngài quan hỷ, nếu có điều chi sẽ tất kính ngưỡng mong trên tôn đức tăng chỉ dạy, và mong toàn thể đại chúng quan hỷ. Kính chấm dứt thời gian thứ ở đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phật Đại Đức Trời Đệ Thức Tế Đại Thiên Viên Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, như là các vị chư thần chư thiên, những chúng sinh ở chùa Đức Chùa Quảng Nghiêm xin được an lạc từ tấn quá trong Phật pháp, và kính dân Phật Phật này đến với ngày cùng quý vị. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sanh Kha Dạ. Sa thú kính trừng thượng tọa tuyên quyền. Kính bạch hòa thượng Tuệ Siêu, không biết hòa thượng có ở trước máy và nghe được không? Nếu hòa thượng Tuệ Siêu nghe được, xin thỉnh hòa thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ. Bạch hòa thượng Tuệ Siêu, có nhiều khi người ta nghĩ rằng cái sự phân biệt của tục đế và chân đế đó, nó chỉ có trong thắng pháp Abhidhamma thôi. Nhưng mà chúng ta thấy cái ví dụ về cái tên gọi chiếc xe, nó chỉ là cái kết cấu của những nhiều bộ phận, chứ không phải là một cái nó chỉ là một cái định danh thôi, theo cái quy ước mà thôi. Thì qua cái thí dụ về chiếc xe đó, chúng ta có thể hiểu đó là cách phân biệt giữa tục đế và chân đế không, và cái phân biệt giữa tục đế và chân đế nó có lợi ích như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin kính thỉnh hòa thượng giải thích về điểm này. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính thưa Tùng Đức, kính thưa quý Phật tử. Thật ra thì vấn đề phân biệt tục đế và chân đế, như trong bài kinh hôm nay chúng ta thấy, ở trong kinh Tạng vẫn có, trong tụng kinh chỉ khi nào cần thiết thì mới đề cập đến. Còn ở trong thắng pháp thì phân định rực rồi, là bởi vì ở tạng kinh Xuất Tăng Tô Atthagamphiro, tạng kinh thì nó sâu xa về nghĩa lý, về ý nghĩa tu tập. Còn Abhidhammo Sapphawa Gampiro, ở tạng kinh, ở tạng ví dụ pháp thì sâu xa về bản thể. Nếu như một người học Phật không có sự khéo tác ý để suy nghĩ về pháp, về thuyết ở trong kinh Tạng, chỉ đọc phớt qua thôi hoặc là đọc không hết thì mới không thấy gì, thì mới cho rằng là
cái vấn đề phân tích tục lý về chân đế chỉ có ở trong thắng pháp, còn cái khía cạnh thứ hai đó, sự hiểu về chân đế và tục đế có lợi ích gì cho đời sống tu tập. Ở đây thưa quý vị, nếu mà dựa trên cái pháp tục đế đó, thì không có ngộ được cái chân tướng của pháp vô vi đâu, mà cái chân tướng người lắc nát của pháp vô vi là cái đặc tính vô thường, đặc tính khổ của vô thường, đặc tính vô ngã của vô thường khổ. Chỉ khi mà nhận thức danh sắc ngũ quẩn thì mới thấy được cái chân tướng đó. Còn nếu như mà chỉ nhìn cái pháp tâm lý đó thì rất khó nhận thức được tâm tướng của pháp vô vi. Hôm nay chúng ta ví dụ, nếu mà muốn nhận thức được cái giá trị của cái món đồ trang sức, người ta phải dựa vào cái chất liệu như là vàng, hay có vàng 24 hay vàng 18, hoặc là vàng 4 số 9, vân vân, thì người ta mới nhận ra được cái giá trị của đồ trang sức. Còn nếu nói theo tục đế, nhận theo cái giả danh, cái tên gọi của món đồ trang sức, không thể nào nói cái sợi dây chuyền này có giá trị hơn cái chiếc nhẫn, hay là chiếc nhẫn có giá trị hơn cái vòng kiềng hay cái bông tai chăng, vân vân. Nếu mà chúng ta đánh giá theo cái tên sản phẩm của đồ trang sức thì chúng ta không thể đánh giá được. Khi muốn đánh giá thì người ta quy về cái chất liệu của nó, hay là hợp kim để làm ra đồ trang sức đó, thì người ta nhìn cái đồ trang sức đó, cái nào cũng là chiếc nhẫn cả, cái nhẫn đeo ngón tay hết, mang vô ngón tay hết. Nhưng mà khi mà biết được cái chiếc nhẫn này là vàng 18 hay chiếc nhẫn này là vàng 24, và vàng 24 đó là 9 số 8 chứ không phải là 9 rồi 77, người ta tùy theo cái chất liệu đó, cái chất liệu vàng đó mà người ta mới đánh giá được cái giá trị của cái đồ trang sức này. Cũng vậy, khi mà nhìn vào thân này với một vị hành giả tu tuệ quán, chỉ sợ
là năm quẩn, danh quẩn và sắc quẩn. Thì như vậy là mới thấy được cái sự sanh diệt của danh và sắc, mới thấy được ngũ quẩn là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chứ còn nếu như cứ ghi nhận thân của chư thiên, thân của nhân loại, hay là thân của con chó, con mèo, con trâu, con bò, con vân, thì như vậy nó đa dạng, tổng đế rất là đa dạng. Mà với đa dạng như vậy thì mình không có nhận ra được cái bản thể, cái chân tướng của pháp hữu vi là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên ở đây cái việc mà phân loại để chúng ta hiểu về chân đế và tổng đế nó có ích lợi cho cái việc, cho cái đời sống tu tập của chúng ta, ở chỗ là chúng ta có thể phát triển được tuệ quán minh sát. Và từ chỗ tuệ quán minh sát đó mới có thể phiền não. Độ ngoại giải thoát. Ở đây chúng ta cũng cần phải chú ý ở điểm này. Những cái pháp thiền, những cái thân thiền chức mà có cái đề mục tục đế, như là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới chẳng hạn, thì nó chỉ đưa đến một cái trạng thái ở tâm định, và lấy cái cảnh tục đế đó để làm đề mục và chú tâm đạt đến samadhi và tạo ra cái quả luân hồi là thức đã sinh về những cái cảnh giới cao đẹp vô lượng tuổi thọ như vậy thôi. Nhưng không nhận ra được cái bản chất vốn vô thường, khổ, vô ngã như là thiền quán minh sát. Bởi vậy thiền quán minh sát là phải lấy cái pháp chân đế để làm cảnh. Cho nên có chân đế Paramattha-sacca được gọi là cảnh của tuệ cao. Chỉ có nhận ra được chân tướng của pháp vô vi, tức là pháp chân đế đó, danh sắc hay ngũ quẩn, thì mới có thể đạt đến đạo quả giải thoát. Đây là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 1. Xin kính thỉnh hòa thượng trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính thỉnh hòa thượng Từ Siêu. Bạch hòa thượng Từ Siêu, khi mà chúng ta nói đến cứu cánh của đạo Phật là giác ngộ giải thoát á, và khi chúng ta nói đến giác ngộ là chúng ta nói đến tuệ giác, thì phải chăng là đối với tuệ giác á, thì cái sự thật hay là bản thể thật nó rất là quan trọng. Có bao giờ mà tuệ giác mà nó không y cứ trên sự thật không, hay là tất cả những cái sự giác ngộ, tất cả tuệ giác đều phải y cứ trên cái bản thể, y cứ trên sự thật? Xin hòa thượng Quang Hỷ xác định điểm này. Chứ tôi được kính thưa quý vị, chúng ta đọc ở trong kinh điển, kinh đại, thì chúng ta rất thường được thấy những cái thời pháp mà Đức Phật Ngài thuyết, những tệ ngôn mà Đức Phật Ngài thuyết, sau khi thuyết xong, chấm dứt thời pháp hay chấm dứt bài kệ, thì vị tỳ kheo ấy đã chứng quả La Hán, hoặc là cư sĩ ấy chứng quả Dự Lưu, quả Tư Đà Hàm, bản Anaham chẳng hạn.
Nếu mà chúng ta chỉ thấy và hiểu như vậy đó, thì cho chúng ta cứ ngỡ rằng là cái tuệ giác đâu có cần phải thấy được cái pháp chân đế hay là thấy được cái sự thật bản thể. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cách thông thường là mô tả như vậy, nhưng trên thực tế thì ngay khi vị đó nghe Đức Phật thuyết pháp, tự nhiên quá khởi lên, bắt đầu phân tích nhanh, bởi vì những việc mà có đủ cái căn cơ, đủ cái trình độ túc duyên ba la mật ở từ trong quá khứ, cho nên bây giờ trí tuệ dạy lắm thưa quý vị. Dù nghe pháp là nghe bằng những cái khái niệm tục đế, nhưng vị đó hiểu là hiểu theo cái khía cạnh chân đế. Cái chuyện này nó thật ra đó thì đối với kẻ phàm phu của chúng ta, khi chúng ta chưa có đủ cái trình độ, cái căn cơ chín mùi của tuệ giác, thì chúng ta nghe chúng ta không nhận ra được đâu. Chúng ta nghe nói như vậy nhưng mà chúng ta không nhận hiểu được đâu. Khi mà du sĩ Obatissa được nghe tôn giả Asakhi, một vị A-la-hán đệ tử Phật, một vị trong năm trong nhóm năm vị tỷ kheo bên châu với quốc gia, thuyết lên một câu và tóm tắt về lời dạy của Đức Phật: Ye thamma hi tức ta phao qua tri sinh hi tung ta tha ca tô a ha tê sinh chát ni rô thanh chát e quang qua đi mahasamano. Pháp chi có nhân sanh, nguyên nhân ấy, nhiều nguyên nhân pháp ấy Đức Như Lai đã nói, và nói luôn cả cái sự đoạn diệt của pháp ấy. Đó là lời giảng bậc Đại Sa Môn. Chúng ta nghe như vậy chúng ta thấy đơn giản không có chuyện gì, nhưng mà lúc đó du sĩ Upatissa, tức là ngài Xá Lợi Phất, ngài nghe xong là ngài hiểu theo cái khía cạnh khổ tập diệt đạo là bốn cái sự thật, thì lúc đó là chứng được quả tu đà quần. Nghe xong là chứng quả tu đà quần. Rồi khi mà du sĩ Upatissa từ giả vị giáo thọ để đi tìm người bạn thân giao là Kulita, và khi được lên cái bài kệ đó thì người bạn du sĩ này cũng giác ngộ được cái nghĩa lý của cái bài kệ đó và chứng quả tu đà quần. Thế rồi cả hai mới đi đến đảnh lễ Đức Phật và xin xuất gia tỳ kheo trong giáo pháp, và chẳng bao lâu hai vị đó đã chứng quả la hán.
và được Đức Thế Tôn là xác chứng hạnh nguyện của vị đó ở cái địa vị thượng thủ kinh văn. Thì ở đây thưa quý vị, hãy cho tôi thấy rõ ràng là với cái trí tuệ bén nhạy thì cái chuyện mà nghe thì nghe cái pháp giảng theo cái lối tục đế, nhưng mà hiểu thì hiểu theo cái khía cạnh thực tế để tự nhiên hết mừng sáng. Cái này cũng vậy, thì chúng ta nếu mà chịu suy tư thì chúng ta sẽ nhận ra được cái trường hợp đó vậy, chứ không phải là vì tỳ kheo như ngài Thẩm Thăng Lá, ngài sống ở rừng Hạnh Đầu Đà nơi Tham Ma Bộ Địa, vẫn nhìn cái xác chết rồi chính là A-la-hán. Chúng ta đừng nghĩ rằng là chỉ nhìn cái xác chết chính là A-la-hán, không phải chuyện bình thường như vậy thưa quý vị. Ngài nhìn cái tử thi rồi ngài phải suy tư, phải tác ý theo cái khía cạnh chân đế, rupang anicchang, rupang anicchang, sắc sắc quẩn là vô thường, cái gì là vô thường cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ cái đó là vô ngã. Ngài phải quán xét ở cái khía cạnh đó thì mới chứng ngộ được đạo quả, chứ đâu phải nhìn cái tử thi rồi cái thấy cái tử thi nó sừng trương, nó biến màu hay là nứt nẻ chảy nước vàng vân vân rồi cái chiếc quả lá đâu, phải suy tư, tức là trí tuệ phải hướng đến cái khía cạnh tư đế, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Hoặc là như tôn giả Ba Hy Giác, như du sĩ Ba Hy Giác Đa Ở Rút Chariya Ba Hy Giác, vì du sĩ mặc áo vỏ cây nhìn thấy Đức Phật trong lúc ngài đang đi khất thực trên đường, vì đó đảnh lễ Đức Thế Tôn giữa đường và Đức Phật ngài dạy cho cái pháp để đưa đến đầu quả A-la-hán. Thì Đức Phật ngài dừng lại và biết rõ căn cơ của vị này và cái thọ mạng của vị này chỉ sống được trong ngày hôm nay, cho nên Đức Phật mặc dù trong lúc phi thời như vậy nhưng mà ngài cũng dừng lại, ngài dạy cho một câu đi thì đi thích ba tăng phụng với sạch tí, khi thấy chỉ biết là thấy, Sute Sutamatang Phuvisati, khi nghe chỉ biết là nghe, Bute Mutamatang Phuvisati, khi mũi lưỡi thân cảm nhận chỉ biết là cảm nhận, Vinyate Nyam Tat Mutam Phuvisati, khi suy nghĩ chỉ biết là suy nghĩ, không chắc
là ta, là ta, là của ta, là tự ngã của ta. Xin chấp bản ngã trong ngũ quẩn, thấy chỉ biết và thấy nghe chỉ biết, nghe vô vật. Chúng ta nghe qua, chúng ta nghĩ rằng ở trong bài kệ này có cái gì là pháp chân lý đâu. Nếu mà Du Sĩ Ba Hi Giá sau khi Đức Thế Tôn tiếp tục bước đi khất thực, thì du sĩ này đã ngồi lại ở dưới gốc cây bên vỉa đường và chiêm nghiệm Phật ngôn tóm tắt mà Đức Thế Tôn đã dạy. Đây chính là A-la-hán quả. Sau đó thì Tôn giả Ba Hi Giá bị một con bò do dạ xoa quá hiện, nó chạy đến và nó hút và chết ngày viên tịch niết bàn. Thì ở đây thưa quý vị, lại thêm một câu chuyện để cho chúng ta thấy được rằng là các bậc trí, một khi mà bạn đã bước lên lâu đài trí tuệ rồi, đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, thì đối với các vị đó, cái chuyện mà nhìn, nghe, những cái khái niệm tục đế và chuyển hướng sang khía cạnh chân đế để mà tỏ ngộ được tâm tướng của Pháp Hữu Vi, thì cái chuyện đối với Ngài chuyện rất là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều là phải là như vậy, phải chuyển hướng sang cái khía cạnh chân đế đó, thì tuệ giác mới được thắp sáng. Chứ không phải là chỉ nhìn cái muốn giả tướng đó mình có thể sanh khởi được tuệ giác được. Tuy nhiên khi mà nói đến điều này đó, thì cả chúng tôi chư tăng và quý vị Phật tử chúng ta ở đây, quý vị, chúng ta là còn là phu thuyết chánh đắc, là phàm phu. Cho nên chúng ta chỉ nói theo cái cách hiểu của mình mà chúng ta đã học ở trong kinh điển, rồi chúng ta luận bàn như vậy, thì chúng ta không có cái tư cách gì, không có đủ tư cách để mà chúng ta nói lên cái tuệ giác một cái thật sự được, bởi vì chúng ta chưa có thực chứng. Người Đức Phật có hai vị tỳ kheo khi còn cư sĩ là bạn thân với nhau, và cả hai rủ nhau đi xuất gia. Sau khi thọ đại giới xong, xuống y chỉ với thầy hòa thượng, thầy Tế Độ được 500. Dưới được quy nghi tế hạnh xong rồi, thì một vị tỳ kheo trong số hai vị đó là Chí Khang A muốn theo khuynh hướng hành thiền, cho nên vị đó đi vào rừng đúng rồi và chuyên tâm thực hành thiền quán. Lắm bao lâu vị đã chứng quả A-la-hán luôn cả thiền định.
Còn một vị tỳ kheo bạn kia thì chọn cái đường hướng pháp học và cứ đi nghe pháp, ghi nhớ và có tài biện luận, nên được lúc ban đầu thì được các cư sĩ họ thỉnh kệ tăng rồi thuyết pháp, dần dần vị đó thuyết pháp thông thạo trở thành một vị pháp sư và có đồ chúng cũng đông. Còn cái vị tỳ kheo a la hán nọ thì ngài cũng có tiếp độ một số đệ tử, cũng là những vị tỳ kheo tu tập thiền. Một nọ vị thánh tăng từ ở trong rừng thì tiếp ở trong rừng trở về sau thi cùng với chúng đệ tử để đảnh lễ Đức Phật và sẵn dịp ghé qua thăm người bạn của mình là vị pháp sư cũng ở trong chùa Chaitanya ở cái phạm vi trú xứ khác. Khi ghé qua như vậy đó thì hai vị gặp nhau chào hỏi thân hữu rồi ngồi lại để hàn huyên. Thì lúc đó vị pháp sư mới suy nghĩ, bạn của ta xuất gia xong chỉ rút vào rừng mà ẩn cư thiền định, có lẽ là vị này dốt không có biết về ý nghĩa Phật ngôn, cho nên vị pháp sư đã định đưa ra một số câu hỏi có liên quan đến pháp học nhằm làm bẻ mặt vị thì sư đó. Đức Phật biết được cái thâm ý của vị pháp sư này nên ngài đã xuất hiện kịp thời trước khi pháp sư đặt ra câu hỏi. Và chúng tôi cũng nên nhớ được lúc nào quý vị đúng với một vị đệ tử Đắc A La Hán thì Đức Phật ngài gọi là Mamakoto, là con trai của ta. Thật ra chúng ta bây giờ chúng ta tự xưng là thích tử, nhưng mà chúng ta không phải là con trai của Đức Phật đâu, chưa phải là con trai con gái của Đức Phật đâu. Mama thì ta là thích nữ con gái của Đức Phật, nhưng mà những vị A La Hán chính căn A La Hán thánh đi mới là con trai con gái của Đức Phật. Do đó cho nên Đức Thế Tôn ngài hãy vừa khi biết được với cái thần thông lực của ngài, tha tâm tâm của ngài, thiên nhãn của ngài đã biết được là có người muốn chất vấn, muốn làm khó con trai của ngài đó, không phải là ngài thiên vị, nhưng mà ngài vì cái lòng bi mẫn với cái vị pháp sư phàm phu đó, bởi vì không biết mà giỡn với lửa là sẽ bị xúc phạm đến vị A La Hán là không tốt, nên Đức Phật xuất hiện kịp thời và ngài nêu ra những câu hỏi. Những câu hỏi mà ngài đưa ra đó là những câu hỏi nó có liên quan đến cái sự chứng nghiệm giải thoát. Vị A La Hán thì ngài chứng nghiệm giải thoát, cho nên ông quê đi chắc cô quy nhiều hí. Ngài đã trả lời
những cái câu hỏi của Đức Phật đưa ra một cách rất là dễ dàng. Đức Phật rất là hài lòng. Ngài sa thú sau mỗi câu, mỗi trả lời. Còn vị pháp sư kia thì thông suốt Phật môn, có bề bản đàng hoàng. Có Phật môn đó được được ra thuộc năm năm người, không có nhất giác, nhưng mà hiểu theo cái nghĩa là các pháp thường thức tục đế, chứ chưa có nắm được cái bản thể chân đế, nhất là cái kinh nghiệm một phiền não nó sinh khởi phải đoạn trừ như thế nào, và bằng cái trạng thái chuyển hóa ra sao, thì chỉ có cái vị mà thực chứng với kinh nghiệm bản thân vị đó mới biết để mà trả lời thôi. Cho nên sau đó thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã thuyết lên hai cái bài kệ pháp cú mà chúng ta cũng sẽ học tới. Thì ở đây cái điều mà chúng tôi muốn nói cái câu chuyện này đó là khi mà chúng tôi trình bày theo cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng, là chúng tôi trình bày cái ý nghĩa này là cũng dựa trên kinh điển mà chúng tôi học được. Chúng tôi trình bày vậy, nhưng mà chúng tôi cũng xin thú thật là chúng tôi cũng chưa có trải qua, chưa có thực chứng được cái tuệ giác, cho nên cũng không biết được cái trạng thái đó như thế nào. Chỉ xin chia sẻ với quý vị những gì mà chúng ta biết thôi. Bây giờ thì xin kính thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Hòa Thượng Tự Sư, bạch Hòa Thượng Tự Sư, Hòa Thượng Quán Khỉ trả lời thêm một câu nữa rồi thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ. Hòa Thượng Tự Sư, chúng ta thường nghe cái khái niệm là định danh và cái gọi là cái sự kết hợp, giống như mình nói mình định danh là ở đó là chiếc xe, và sự kết hợp đó là kết hợp nhiều bộ phận, thì giữa hai cái ý niệm đó đó, nó hình như là đối với nhiều người họ cho rằng ở cái chuyện kết hợp nhiều bộ phận đó làm chuyện riêng và chuyện định danh là chuyện riêng, nhưng mà tại sao hai điều đó có liên quan tới nhau? Và khi mà chúng ta nhìn mọi sự vật đó, mà nó là một cái sự kết cấu bởi nhiều bộ phận đó, thì điều đó đó nó ảnh hưởng như thế nào về cái định danh của cái đất? Dạ, đối với một người Phật tử bình thường họ nêu câu hỏi là bây giờ tại sao mà chúng ta phải đặt vấn đề là có cái sự khác biệt giữa cái tên gọi và đồng thời cái kết cấu của đất, thì kính thỉnh Hòa Thượng Quán Thị Hòa Thượng giải rõ về điểm này. Thỉnh Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta không hiểu rõ cái sự giả hợp nhiều yếu tố để tạo nên cái gọi là thân này, cũng nên cái chiếc xe phải có nhiều thành phần, không hiểu được chỗ đó thì phàm phu chúng ta cứ đi trong bóng tối, và chỗ chúng ta chắc là thường là lạc, là ngã, là tịnh.
Khi chúng ta chưa biết về Phật Pháp, chưa biết về cái định danh tục đế với cái Pháp chân đế, thân này là tứ đại giả hợp, tinh thức này, tư tưởng này, nó là bốn danh quẩn hợp lại để tạo nên cái sắc na tâm chích tất ba giá, sắc na tâm sinh. Khi mà chúng ta chưa biết vậy thì hồi đó cái tôi, cái ta lớn lắm, nghĩ rằng ta phải như thế này, như thế này, ta đẹp như thế này, ta sang, ta giàu như thế này, ta khỏe mạnh như thế này. Người khác mình chê người ta, người ta xấu quá, khi lĩnh chàng nó nghèo hèn v.v. Vì do chúng ta không có thấy được cái sự giả hợp của thân này, mà chúng ta chỉ chấp vào cái tục đế, chấp vào cái giả danh đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp là kiến chấp điên đảo, gọi là điên thiết quy bà là sắc. Thế nào là kiến chấp điên đảo? Tức là đứng với cái vô thường mà cho là thường, lý trí sinh nhà. Còn thế khủng, cái mà cái bản tính, bản chất là khổ mà lại tưởng là lạc, gọi là xuất khách sanh nhà. Được, được cái mà nó vô ngã, giả hợp, mình lại rơi vào cái vô ngã tưởng, gọi là ngã tưởng, gọi là atasanya. Và các pháp hữu vi nó có tính chất không đẹp, mình rơi vào cái tình trạng gọi xuất phát sanh nha, là tưởng cái đẹp. Do đó ở đây đó, cái sự hiểu rõ cái tính kết cấu giả hợp đó, đúng với cái tên gọi, cái giả danh đó, thì nó có lợi cho chúng ta là chúng ta sẽ đoạn trừ được cái điên đảo kiến, điên đảo tri kiến. Cho nên cái sự mà hiểu rõ cái tính kết cấu giả hợp đó, nó có lợi cho chúng ta lắm. Còn khi mà chúng ta không hiểu rõ cái tính kết cấu giả hợp đúng với cái giả danh đó, tên gọi, thì chúng ta sẽ rơi vào cái tri kiến điên đảo. Một người mà rơi vào cái tri kiến điên đảo đó thì cái số phận của họ không có tốt đẹp gì ở trong tương lai. Bởi vì mọi cái chúng sinh vô minh mù quáng, chúng phật cái tri kiến sai lạc đó, thì sẽ đi đến những cái luân hồi trong cảnh giới khổ đau. Chỉ có vậy thôi thưa quý vị. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3 thường gửi với rãng của Đêu Nam Mô Bụt Thầy. Xin kính thỉnh hòa thượng trở lại. Sa thủ kính chừng hòa thượng Tề Siêu. Bạch Thiên Tôn Đức hòa thượng quý Phật tử, sẽ giúp chúng tôi
nêu những câu hỏi vừa rồi với Hòa Thượng Tuệ Siêu đó. Và chúng tôi muốn lưu ý với mình một việc đó là đa phần những câu hỏi này đó, các vị mà có học thắng pháp đó, thì các vị cảm thấy rất là thoải mái và để trả lời. Và hầu như là những cái câu này nó rất là quen thuộc. Nó quen thuộc khi chúng ta đi vào thắng pháp. Còn khi chúng ta học thắng pháp, không học thắng pháp đó, đôi khi chúng ta còn chút khó chịu. Dạ, khó chịu. Chúng tôi gặp nhiều vị lắm. Dạ, gặp nhiều vị mà thường có cái khó chịu về điểm này. Nhưng mà một điểm mà chúng tôi thấy chung chung đó là ví dụ như hồi nhỏ chúng tôi vào chùa gặp sư trưởng, sư trưởng rất là thích cái đề tài mà chúng tôi đang nói đây. Nãy giờ mà chúng tôi siêu đi giảng, sư trưởng rất là thích. Tại vì cái tánh của sư trưởng á, rất là phù hợp với tạng thắng pháp này. Dạ, thì tức là chúng ta nói là tại sao là cái gì thuộc về quy ước tức là giả danh, và tại sao đằng sau giả danh nó là một cái thực tướng, mà thực tướng đó là gì, thực tướng nữa là nó là một cái giả hợp của nhiều thành tố khác nhau. Thật ra khi mà chúng ta bàn về điểm này thì chúng ta cũng nên hiểu là nó có một điểm rất là lợi ích khi chúng ta học thắng pháp là những đề tài này đó là những đề tài rất là quen thuộc, dễ đi vào lòng, và khi chúng ta trình bày cũng thoải mái. Rất là thiêng Hòa Thượng Tuệ Siêu đã giảng về ý nghĩa này. Bây giờ Thỉnh Hòa Thượng đi nghỉ, thì phần còn lại sư đệ và chư Tăng sẽ thảo luận. Quý Phật tử có thể cho chúng tôi biết được là ở trong lớp học hiện nay thì chúng ta còn có vị nào, vị giảng sư nào có mặt? Một lần nữa, và có Thư Tọa Tự Quyền. Chắc xin thỉnh Thư Tọa Tự Quyền trả lời một câu. Và Thư Tọa Tự Quyền có nghe rõ không vậy? Dạ. Dạ con nghe rõ. Dạ xin hỏi Thư Tọa Tư Quyền có nghe được không? Bạch Thư Tọa Tư Quyền, chúng ta có một số cái ý kiến của các vị thiền sư đó, đó là chúng ta quán về vô thường, về khổ đó, thì thường là chúng ta giảm được cái tham, cái sân. Nhưng mà khi chúng ta quán về giáo lý vô ngã đó, thì nó là một cách tốt nhất để thắp sáng trí tuệ, để mà dỗ trí tuệ, và như vậy chúng ta xóa tan được si. Thì Thư Tọa Tự Quyền với kinh nghiệm tu tập, Thư Tọa có thấy rằng sự chiêm nghiệm về giáo lý vô ngã đó giúp chúng ta mài dỗ trí tuệ không? Xin kính thỉnh Thư Tọa. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sơn Khai, dạ con kính lễ đến sư Tôn Đức Tăng, kính chào đến tất cả chư Phật tử quý vị. Có thể nói rằng chúng ta nói trên một cái tinh thần gọi là quán vô thường, để mà chúng ta từ bớt cái tham, rồi quán vô ngã để chúng ta phát làm nhân làm duyên đến cái trí tuệ. Thì điều này á, chúng ta nói như vậy, như điều mà quả thật như vậy, như điều mà để mà chúng ta quán mà để mà nó phát sanh lên lên một cái trí tuệ nó nhạy bén á, thì sự thật mà nói khi mà có chánh niệm quán người vô thường mà có tỉnh giác thì trí tuệ nó cũng sanh. Những điều mà mài dũa như Hòa Thượng vừa nói đó, hỏi như mài dũa về 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 cái
cái quán về cái vô ngã nó không không thật có của cái kiến chấp của chính mình đó, thì nó sáng thì sáng ở đây cũng chính là nó mạnh mẽ, là tức là khi mà có kiến chấp đó, thì chúng ta biết đó chính là nó hay hoặc là cái lưới si đó, nó che phủ để chúng ta khởi sanh lên cái tà kiến. Thì cái kiến chấp đó chính là tham tà kiến đó. Yeah. Thì chúng ta quán về cái vô ngã đối với các pháp, đối với danh quẩn và sắc quẩn và danh quẩn này, hay là quán về vô ngã đối với các pháp vô ngã, thì ở đó chúng ta không có một cái ái chấp, không có một biên bờ, không có một cái định vị nào cả. Thì nhờ như thế, nhờ như vậy đó, thì cái trí tuệ chúng ta nó mạnh mẽ, và trí tuệ của chúng ta nó không có bị câu thúc, nó không bị cản bước. Một cái chúng ta có thể nó sâu sắc hơn. Nhưng phải nói rằng, nếu mà để mà nói rằng mà mài dũa được cái lý vô ngã mà không cầu không chấp, nó mang tính vô ngã đó, thì vị ấy cũng phải có một cái, cũng như mà chẳng hạn như bây giờ thôi, cái chuyện mà nó thật không có, chúng ta khen được khen cũng như thế, mà được bị chê cũng như thế. Bởi vì do mình chấp ngã cho mình đau khổ, bởi vì không có chấp ngã nữa, bởi vì các pháp nó không thật có, mà chẳng qua do cái ái chấp, do cái kiến chấp. Thì cái sự suy nghĩ của chúng ta ở một góc độ đó thì nó mặc đó đó, thì nhờ như thế cái trí tuệ của chúng ta nó sanh khởi, chứ không riêng gì để chúng ta quán một cái riêng biệt. Các pháp nó vô ngã, các pháp nó vô ngã, nhìn các pháp nó vô ngã thì dĩ nhiên cái trí tuệ nó sắc bén. Nhiều khi người ta tu á, người ta tu thiền á, nó đau nhất hay là gặp những cái cảnh nó xuất hiện đấy, được báo người thân mình ra đi, hoặc là con cái như thế này, bè bạn như thế kia, nhưng vị ấy vẫn bình tĩnh. À, đó là chúng sinh phải bị sinh tử, phải bị đau khổ là cái nghiệp của chính họ, và cứ như bây giờ họ không có còn hiện hữu nữa, họ không có còn ở lại nữa, thì đó cũng là cái duyên. Và sự thật thì họ đi với cái nghiệp của chính họ. Chính vì một cái sự suy quán như vậy đó, thì kính thưa quý vị, cái trí tuệ nó khởi sanh, là khởi sanh lên nghĩa đó, bởi vì chúng ta được ly tham. Và chính vì cái ly tham đó, chúng ta không có kiến chấp, bởi vì bây giờ mình mất người thân rồi, chính vì cái khởi lên cái kiến chấp đó, nó chặn được cái gì, thì cái phóng dật nó xuất hiện vào. Và khi phóng dật nó xuất hiện vào, nó dẫn cái tham ấy, hoặc là nó dẫn cái buồn khổ, cái sân, cái tham, cái sân nó đi. Còn nếu như mà chúng ta nhờ được, quán được, nhờ ly tham được, nhờ không có kiến chấp đó, thì ở đây là chúng ta biết lúc đó tức là tâm đại thiền, hay là lúc đó tâm mà chánh niệm có tỉnh giác, thì ngay lúc này thì chúng ta mới thấy rằng họ thật sự, thì nếu như có cái pháp nó vô ngã mà một dạy mình chấp sai, cái pháp nó vô ngã rồi, khi hiểu biết được như vậy thì sẽ được nhàm chán. Khi hiểu biết được là vô thường, khi hiểu biết được khổ ngã, thì sabbe dhamma anatta, tất cả pháp vô thường, tất cả pháp khổ não, bởi vì sự vô thường này cho nên chúng ta khổ não. Và khi mà quán các pháp thì nó vốn là vô ngã, các pháp nó vận hành của sự, dù sự vui, sự buồn, sự đến, sự đi, của sự ngày, sự đêm, tất cả mọi thứ, mọi việc trên cuộc đời này nó đều là các pháp, nó vô ngã, nó không thật sự. Cái duyên hợp duyên hợp duyên tan, cái duyên đến duyên đi, mà nhờ biết được hợp tan đến đi, chia lìa đổi thay, vân vân, nó là như thế, mà chúng ta không thể đổi, không thể cải được. Mà khi mà quán như thế đó, cái tâm mình đó, nó không có sự bám biếu, và cái tâm mình nó không có từ cái sự không bám biếu, từ cái sự mà buông bỏ đó, thì cái trí tuệ nó sanh. Như đã nói đó, tức là không có phóng dật, nó không có phóng dật có mặt, tức là không phóng dật chính là gọi là trí tuệ.
mà phóng vật á, tức là si nó có mặt nó mới dẫn dắt. Mà nhờ chúng ta quán quán như thế, nhờ chúng ta suy nghĩ hay chúng ta niệm về cái pháp nó vô ngã, nó không có thực tướng, nó không có xuất hiện trên cuộc đời này, mà tất cả chúng ta sẽ rất là tốt đẹp, và tuệ nó sinh khởi. Mà khi tuệ sinh khởi như vậy thì lúc đó đó chúng ta mới tu chứng được, chúng ta mới thành tựu. Thì hãy tập quán khi mà chúng ta tu thiền định, hay chúng ta nhìn về các pháp, chứ không riêng mà vào trường thiền hay gì. Bây giờ bình thường bình nhật thôi, khi mà những sự kiện sinh hoạt trong cuộc đời này mình nhìn bằng cái nhìn của tam tướng đó, thì bằng nhìn bằng cái cách đó các pháp rồi nó phải vô thường, các pháp rồi nó khổ não. Bởi vì thật sự do chấp hữu chấp ngã mà đau khổ, chứ thật sự nó không có. Rồi nó cũng phải ra đi, rồi nó cũng phải như thế, nó không phải của ta. Cho nên khi như thế đó thì chúng ta đỡ đau khổ. Mà khi đỡ đau khổ hay là chúng ta đỡ phải phiền muộn, đỡ phải nóng giận, đỡ phải bực bội, mà cái đó chính là trí tuệ sanh khởi, chúng ta mới nhìn thấy được một cách rõ ràng như vậy. Và tính cái bạch của thượng đây chính là ý nghĩa của con là vậy. Nếu là có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh của thượng mỗi cái thời gian. Sa thú kính trần thưa tổ chức quyền. Thưa quý Phật tử, trong đời sống tu tập của chúng ta đó, nó luôn luôn có đề cập đến cái sự học đó, chúng ta luôn luôn có ba phần mà chúng ta gọi là văn tư tu. Văn tức là cái trí tuệ do nghe, tư là cái trí tuệ do suy nghĩ, và tu là trí tuệ do tu tập. Thì điều đặc biệt đó là có những điều mà chúng ta học thì nó chỉ dừng ở đó thôi, chứ nó không đem vào sự tu được. Thí dụ như chúng ta học về văn thơ, chúng ta học về mỹ từ pháp, hay là chúng ta học về địa lý, về sử ký vân vân, cái đó nó chỉ nghe là nghe, nhiều lắm là nó đi vào sự suy tư của chúng ta, chứ nó không có đi vào sự tu tập. Đa số Phật pháp đó, ở trong đó có cái lý vô ngã, là những cái pháp mà chúng ta sẽ học từ trong kinh điển, học từ trong bài giảng, và chúng ta sẽ học vào ngay ở trong sự tu tập của chính mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta hành thiền tứ niệm xứ, mình quan sát bước chân đi của mình, quan sát hơi thở của mình, quan sát cảm thọ của mình. Từ sự quan sát này thì ban đầu chúng ta thấy nó là những cái mảng rời. Mảng rời, bước đi là bước đi, hơi thở là hơi thở, cảm thọ và cảm thọ. Và khi mà chúng ta càng tu tập càng bén nhạy đó, thì dần dà chúng ta mới thấy rằng cái gọi là tôi là ta đó, nó chỉ là một cái sự kết cấu của nhiều cái yếu tố. Và cái yếu tố đó không có một cái cốt lõi, một thực chất hằng hữu, mà nó chỉ là kết hợp giống như cái củ hành mà nó có nhiều lớp vậy thôi. Nó nhiều lớp. Thì khi mà mình quan sát thấy rằng đây là thọ quẩn, đây là cảm thọ, đây là bước chân, đây là hơi thở, và dần dà thì chúng ta nhìn chính bản thân của mình đó, không phải là một cái gì đó đơn thuần duy nhất là tôi là ta, mà chúng ta có thể thấy được là ở trong sự tu tập mỗi một giờ, mỗi một ngày như vậy đó, thì cái gọi là chúng sanh, gọi là con người, dù là người đó tên A, tên B, tên của chính mình đi nữa, thì nó cũng chỉ là một cái sự giả hợp. Từ cái sự giả hợp này đó, nó cho chúng ta đi đến một cái một
cái nhìn. Và cái nhìn là thí dụ chúng ta có khả năng thay đổi, chấp nhận thay đổi, chấp nhận chuyển hóa, chứ không có bám trụ vào hoài. Chúng ta thường có cái thái độ như vậy, thưa quý vị. Mặc dù chúng ta muốn tiến bộ, nhưng mà đồng thời chúng ta muốn giữ cái mà mình đang có. Và cái đang có chỉ vậy rồi thôi. Cũng như ở trong một ngôi chùa hay trong tổ chức á, ai cũng muốn phát triển hết. Nhưng mà nếu quý vị nhìn kỹ là thấy rằng người ta không có muốn phát triển, người ta không muốn thay đổi, người ta muốn luôn luôn là vậy. À, chùa của tôi là vậy, thầy của tôi là vậy, Phật tử là như vậy. Và nếu có thay đổi thì mình sợ lắm. Nhưng mà kỳ thật, cho dù chúng ta không muốn thay đổi, nó cũng thay đổi. Thân và tâm của chúng ta cũng vậy. Tất cả mọi thứ rồi thay đổi theo thời gian. Thời gian ở đây không phải là năm tháng dài, mà theo từng chập tư tưởng, từng khoảnh khắc, và từng giờ, từng phút, từng ngày, tất cả sự thay đổi. Và lúc đầu đó, chúng ta thấy được là cuộc sống nó là một sự hỗn hợp giống như cây chuối. Mình cứ lột từng bẻ ra, cuối cùng ở trong đó không có lõi. Một lúc nào đó thì chúng ta thấy được rằng những cái gì gọi là tên gọi đó, ví dụ như chúng ta nhìn một tấm hình, chúng ta thấy là hình đó là hình ông A, bà B. Nhưng mà khi mà tấm hình khác đi, cũng con người đó mà họ thay đổi thì nó vẫn là ông A, bà B. Thì như vậy cái tên tuy rằng nó còn giữ đó. Và chúng ta nói về Trịnh Công Sơn. Và nhưng mà Trịnh Công Sơn ở thời nào, ở tuổi nào, mỗi cái khác chứ phải Trịnh Công Sơn có một Trịnh Công Sơn thôi. Hay là chúng ta nói Thiền sĩ Nhất Hạnh. Và Thiền sĩ Hạnh người ta thường nghĩ rằng đó chỉ một người thôi. Nhưng mà thật sự thời trẻ khác, thời già khác, thời chưa nổi tiếng khác, thời nổi tiếng khác. Bản thân của chúng ta cũng vậy. Và khi nhìn cuộc đời nó có cái sự thay đổi theo thời gian, chẳng những chúng ta chấp nhận thay đổi mà chúng ta không có quá bám chặt lấy, chấp thủ cái gì, chấp thủ một mảng nào đó, chấp thủ một danh gọi nào đó, chấp thủ một thứ nào đó, mà mình cứ nghĩ rằng nó luôn luôn mãi mãi là thế. Và nhờ như vậy cái tâm của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Bởi vì cuộc sống nó vốn là như vậy. Chúng tôi nhớ rằng con người của chúng ta đó thường hay có cái khổ trước những sự thay đổi. Thay đổi cái thành phố chúng ta ở, một cái làng mà chúng ta sống, một con người nào đó, và chúng ta đã biết trong cuộc đời, hay là một hoàn cảnh nào đó. Nhưng mà thưa quý vị, nếu sống và hiểu rõ đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không thể ngăn lại sự thay đổi của cuộc đời. Cuộc đời này nó có tụ, có tán, nó có sanh có diệt. Và do vậy Thánh Ni Vachira, Thánh Ni đã nói rằng không có cái gọi là chúng sanh, chỉ có khổ sanh và khổ diệt. Ngoài khổ sanh thì không có cái gì khác, ngoài khổ diệt cũng không có gì khác. Ý Ngài nói rằng chỉ có năm uẩn sanh và năm uẩn diệt. Và tất cả những cái tên gọi, những cái kiến chấp của chúng ta dựa trên một cái nào đó, nó chỉ là mình thêm thắt vào thôi, chứ thực sự nó là như vậy đó. Và nó là như vậy, nó như vậy là như vậy. Chúng ta phải phân biệt là đừng bao giờ chấp vào cái giả danh, chấp vào cái hư danh, và cho rằng đó là tuyệt đối, đó là cốt lõi. Về điều này đó thì nó không đơn giản để chúng ta nghiệm một sớm một chiều. Nhưng nếu chúng ta có học Phật Pháp, học thật kỹ, học thật rõ, và đặc biệt sống có tu tập, rồi một ngày nào đó chúng ta sáng thức dậy thì nhìn cuộc đời nó là một dòng chảy. Dòng chảy đó ngang trước mặt chúng ta, thấy mình đó là sông Cửu Long, đó là sông Mang Thích. Nhưng mà cái dòng sông mà chúng ta nói ngày hôm qua, dòng sông hôm nay, nó không phải là một thứ nước đâu. Nước đã chảy về xuôi rồi, nước mọi thứ đã đi theo con nước rồi. Mặc dù chúng ta đứng đó, chúng ta nghĩ cũng tên gọi đó. Và sông Mang Thích bây giờ nó có khác với thời vua Gia Long, khác với thời Chu Văn Văn Tiếp. Sông Mang Thích bây giờ không phải là ngày xưa, nhưng mà cũng cùng một dòng sông đó. Ý nghĩa này nó rất cần để chúng ta chiêm nghiệm, chứ chúng ta không nên lúc nào cũng chấp thủ rằng mọi thứ nằm yên như vậy, cố định, không dịch chuyển, hằng hữu.
càng cố chấp thì chúng ta càng khổ, càng ít cố chấp thì chúng ta càng mới khổ. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phụ Pháp Bích Thái Tham Ma ở đây. Ngày mai thì quý vị chúng ta có môn, cũng môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng. Kính đại chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bích Thái Giả. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, con Nguyên Xuân, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đà hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần, hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát